Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về Dragon City, thành phố rồng. Và hiện tại chúng ta đang ở lab 13, mission 4. Chúng ta cần phải đi thu hoạch thức ăn để có thể hoàn thành cái nhiệm vụ tiếp theo. Yeah, đã hoàn thành. Tiếp theo là thu hoạch vàng với cho một cái con rồng nào đó ăn. Ok, tốc độ thần thánh luôn. Chúng ta phải nói rằng làm với tốc độ kinh hoàng các bạn à. Đây, đẩy nhanh tiến trình bằng cách thu hoạch vàng và cho một con rồng nào đó ăn hả? Để mình xem mình đang up cái con gì đây. Oh wow. À, mình nhớ không lầm. Mình nhớ không lầm đó chính là mình còn một cái con Aladdin. Aladdin và cây đèn thần. Cái con Aladdin là mình chưa làm. À, mình sẽ làm về cái con Aladdin cho các bạn xem. Và bây giờ mà để mình truy tìm coi nó nằm ở cái khu vực nào. À, đây rồi các bạn à, mình đã phát hiện ra Aladdin đang trốn trong cái cái này gọi là ngôi nhà lửa. Wow, Aladdin. Oh yeah, và bây giờ mình sẽ cho nó đi chiến đấu nha các bạn. Ở này là cây đèn thần chứ không phải. Đây là cây đèn thần. Chữ đèn đâu rồi? Oh yeah. Đó, cây đèn thần. Còn Aladdin nó trốn mất tiêu rồi. Oh, và bây giờ mình sẽ vác cái con này đi quánh cho các bạn xem, cho các bạn trải nghiệm. Vì tập trước mình nâng nó nhưng mà mình không có cơ hội được xài nó luôn. Wow wow wow. Bỏ con rồng bướm Sitin ở lại. Đó, rồng bướm mà Sitin luôn á. Wow, và đây là cây đèn thần của chúng ta. Cặp VR có 3 skill. Và chúng ta sẽ đưa em cây đèn thần Aladdin và cây đèn thần đi chiến đấu nha mọi người. Oh wow, xem đội hình tem bạn nào. Oh, cái con quái vật xanh. Con này nó đến từ lòng đất hay sao đấy các bạn. Với một cái thân hình nhầy nhụa. Và nó được khóa lại. Chắc nó đến từ địa ngục quá. Nhìn cái con này giống như ở dưới mới lên chứ không phải ở trên mới xuống. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ vác con rồng xe tăng này đi bắt xê. Gọi là chúng ta ghẹo chọc nó nào. Như Lai thần trưởng nhát đầu tiên lấy đi 9000 mấy. Oh yeah. Giờ chúng ta sẽ quýnh một cái nhát gọi là bình thường thôi. Nhát đầu tiên quýnh thốn quá rồi. Oh my god, quýnh chết thằng nhỏ luôn rồi. Hố bị hố các bạn à. Ồ, đây là con cấp L nữa nè. Mình nhớ không lầm đó là cấp L luôn á. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng rồng sa tăng để sơi con này. Nó còn lại 5.900. 5.900 đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cho cái con cây đèn thần để chiến đấu. Đây, cây đèn thần của chúng ta sẽ bắt sơi con này với tiệt chiêu mặt trời đi. Wow, hai bàn tay chỗ ấy phun ra giống như là sấm sét vậy. Nhìn đúng đẹp luôn nhưng mà nó cái máu nó quá yếu à. Mới bị quýnh con cái là chết rồi. Không sao. Chúng ta vẫn còn vẫn còn anh Đại Kinh Công. Bạn nào là fan chân chính của Kinh Công nào, cho HNT điểm danh với. Đây, hàng khủng ra. Hàng khủng đã được ra lò. Bây giờ chỉ cần một mình anh Kinh Công là đi cân tem thôi. Máu của mình hiện tại lên tới 61.308 luôn các bạn ơi. Level 35 không phải là dạng vừa đâu. Đây, quýnh xong trận này chúng ta sẽ được 4 viên game nữa. Nếu như mà tính ra là một viên game là nó tầm khoảng một viên game là tầm khoảng 1000 hả ta? 100 viên. Đúng rồi, nếu như mà tính theo 99.000 mà chúng ta đổi được 120 viên game khi đập con heo, tính trung bình ra đó là cho 100 viên. Ok. Oh my god. Cái con này nó khá căng đây. Nó đập mình một phát mén tắt thở luôn rồi. Ôi, gặp mấy con này là phải nhờ tới anh Kinh Công thôi chứ không còn cách nào khác cả các bạn à. Hãy xem Kinh Công giác vàng với bộ giáp cực kỳ gọi là xinh đẹp, sáng lấp la lấp lánh. Ồ, còn cái bé này là bé rồng lửa. Cái bé này nó 15, level 15 thì chúng ta hoàn toàn bát xê nó được với tuyệt chiêu của rồng xe tăng. Mọi người hãy cùng nhau chờ đợi xem pha này xử lý thành công. 19.000. Ồ, sát thương gây ra quá đỉnh. Bây giờ là chúng ta chơi với con Happy. Con này giống rồng đồ chơi chứ không phải nó là rồng
Rồng này phải rồng chiến đấu, rồng này rồng đồ chơi các bạn à. Nhìn đúng hài luôn á. Con mắt với cái lỗ tai nó di chuyển cơ. Cái miệng, út cha, nó quay cái đuôi lại nó quất mình. Ui. Cái Aladdin và cây đèn thần vừa bị hy sinh vì tổ quốc, anh ấy đã lãnh chịu hàng tấn sát thương đến từ cái con rồng kỳ lạ đồ chơi này. 49.000. Ôi cha cha. Vậy là cái thiệt chiêu này được đam với thiệt chiêu đất các bạn à. 4 viên game vừa được lãnh thưởng xong. À và hình như là mình nhớ không làm ở cái chỗ này. Ở cái chỗ con rồng này chúng ta có một cái viên game nữa nè. Lên được một viên nữa rồi. Và để mình xem cái chỗ này cái. Nhớ không lầm là 2. Còn 3, 3 cái nữa và cái này chúng ta phải cho con nào đó ăn thêm một chút xíu nữa. Ăn thêm một chút xíu nữa nó mới ok được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi chiến đấu với cái con Aladdin và cây đèn thần. Một trong những chú rồng mới cực kỳ hấp dẫn và wow, ba con cấp huyền thoại luôn kìa. Cái này là mình xanh mặt với tem bạn luôn á. Cái con này là khủng long bạo chúa. Và theo cái sự tính toán đủ các kiểu con đà đẻo của mình đó thì không biết mình quýnh nổi cái con này. Chắc quýnh nó không chết mà nó được đam với mình. Bây giờ chúng ta phải quýnh cẩn thận lại bằng cách đó là sử dụng rồng xe tăng để giảm máu. Quýnh một phát là không thể nào đam lên tới 26.000 được. À, bây giờ chúng ta phải sử dụng cái em này để xúc lại. Ok. Mà mình nhớ không lầm là cái con này đâu có đam với kinh công. Ôi sai rồi. Cái con này mới đam với mình nè. Thôi ôi. Quyết định quá sai làm của HNT Channel các bạn à. Nhưng mà không sao. Chúng ta sẽ cho thần đèn ra bảo kê lại. Tấn công nào anh đại. Có 2.000+ thôi. Thảm. Nó thê thảm luôn á. Bây giờ kinh công mình làm sao mà quýnh mà được 24.000 đây. Game Big cố lên từ chiêu xiên giáp thời ơi. 23.000 con minh trong nhà. Khổ thằng nhỏ rồi. Ôi my god các bạn ơi, quá sai lầm người ơi. Người ơi anh quá sai rồi. Trời ơi không thể tin được hôm nay chúng ta phải hy sinh vì một cái con đáng ghét này. Ôi mình sai quá sai các bạn. Lỗi là tại HNT. Lỗi của anh. Cái này là anh đánh bậy. Anh đánh bậy anh sẽ đánh lại. Lần này cái con này chắc không nên cho nó ra không ta. À với cái đội hình này anh đoán là hoàn toàn mình có thể chơi được. Nếu như mà thua một trận nữa thì nó quê lắm. Nhưng mà chắc sẽ không thua đâu. Anh đoán là chúng ta có thể binh được. Ok, anh bắt đầu quýnh lại luôn. Thử thách, đây là một cái thử thách cực kỳ khó khăn. Ê nữa sao nó quýnh trước hoài vậy. Ôi, chơi không vui rồi, nó chơi nó quýnh trước. Nhưng mà không sao, đây anh sẽ thử thách bản thân mình. Một em tắt thở luôn. Kinh chưa. Các bạn thấy sát thương của kinh công ghê chưa. Wow. Và anh sẽ thử thách bản thân mình cho một mình kinh công cân cả ba con. Bây giờ không xài hai con kia luôn cho các bạn thấy. Mày hả bưởi. Wow. Một cái thử thách mà HNT quá lầy lội. Ôi trời ơi cái con này. Nếu như mà anh quýnh một cái là nó tắt thở luôn á. Nhưng mà thôi chúng ta sẽ cho hôm nay là video về thần cây đèn thần cho nên mình cho nó ra quýnh cho vui. Ông già cây đèn thần luôn. Đây tới xe tăng cạch với xe tăng quýnh phát cho vui. Rồi là hai con xe tăng chơi với nhau. Nó sẽ quýnh mình lại một cái. Ở cái gì vậy? Nó về nó mới hấp dẫn chứ đúng không nào? Quýnh phải gây cấn kịch tính luôn. 40.000 luôn. Ít ra là phải dày chứ không thể nào ăn hiếp HNT Channel được. Chúng ta chỉ sơ sẩy chút xíu thôi để cái con hệ băng nó ra nó đập kinh công mình thảm thương.
Ấy, đến với cái chú này, hắn ta level 27, 17.000 máu, để xem cái sự tính toán của HNT xem nè. Con công thì hạ được con xe tăng trong vòng một nốt nhạc, hai con này thì chúng ta hoàn toàn có thể cân được. Sevening, lên đường. Trời ơi, xe tăng, quýnh bá đạo quá. Oh my god, không ổn đại dương ơi. Không sao, cây đèn thần sẽ ra tiếp cứu với sát thương đến từ bàn tay ma thực. 4.700 bị dập lại 23.800. Trời ơi, tắt thở thằng nhỏ, cho nó thở oxy luôn mà nó thở cũng không nổi luôn các bạn à. Nhưng mà vô kinh công với bộ giáp vàng của chúng ta thì đã hoàn toàn có thể khắc phục được tem bạn. Oh, Haliwa rồng điện à. Cái con này nó muốn chôn mình. Nó muốn chôn mình hả các bạn? Mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của rồng Satan. Với sức chiến đấu hiện tại của chú ấy thì hoàn toàn có thể cân được. Oh, wow, không lên được chữ luôn. Ít ra mình đang kéo cho nó lên chữ B mà nó không lên chữ B cộng được. Rồi, sau những pha chiến đấu cực kỳ kịch tính và hấp dẫn ác liệt thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái màn solo với những anh em, những thành viên. Trước khi solo với anh em, chúng ta có thể vào đây để mà cái con này hình như là mình nhớ mình có rồi mà như mình chưa up hả ta? Mình nhớ mình chưa up hay sao đấy? Chúng ta quýnh ở đây để kiếm thức ăn luôn nè. Đây, xem nào. Ok, hình như là mình giác ba con này nó hơi hổ báo á các bạn ơi. Hình như là ba cái con này đi nó hơi hổ báo, nó sai sai á, lên chữ A hết rồi. Con nào cũng được đam hết luôn nè. Đó, bạn nào thích kinh công thì điểm danh bên dưới nha. Mình mà thấy anh em nào comment kinh công hay là khủng long, kinh công số 1, khủng long số 2, thần mộc xì tin số 3 và rồng bốn đầu là số 4. Đó, các bạn comment cho mình biết con nào ấy, mình sẽ giác nó đi quánh cho các bạn xem. Quánh nó nhiều cho các bạn xem cho nó hấp dẫn đúng không nào. Còn cái con nào mà ít chút xíu á, thì chúng ta sẽ cũng cho nó đi nhưng mà cho nó quánh ít chút xíu thôi. Đây, đây tới thần gì à, con này là khủng long bạo chúa thời tiền sử. Victory rồi, ăn cơm. Còn cái quét này con còn có 2 ngày à. Con có 2 ngày à các bạn. Mình làm sao để mình xúc nó đây? Hình như là mình có cái trứng của nó không ta? Mảnh hả? Mình không nhớ rõ là cái con này là mình có trứng hay mình có mảnh của nó nữa. Hình như là cái trứng này không vậy? Wow, để xem nó coi. Không phải, con này chắc không phải đâu. Vậy là nó sẽ nằm ở trong cái cây này quá. Mình đoán là nó nằm trong cái cây này. Ok, ở đây là nó tách xong rồi nè. Tách xong một cái con nữa rồi. Oh wow, Con này tách được tới 40 mảnh luôn nè. Này là rồng điện. Ở rồng này là tia chớp rồi, như thì giống như siêu nhân tia chớp vậy. Tách nó ra bớt đi. Oh và xem nào, chúng ta đến với nâng sao, tiết mục nâng sao các bạn à. Nâng sao cho bé. Con này xong mình đủ điều kiện để mình nâng lên 1 sao mà nó không cho mình nâng con cấp L lên 1 sao ta. Nó có cái gì đó nó sai sai hay là sao đấy. Nhưng mà không sao, mình sẽ nâng cái con này nó lên được không nhỉ? Đây, cho nó lên 2 sao vàng. Để lên 4 sao vàng thì nó sẽ rất là đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi. Ok, xong hết rồi, đi chiến đấu với những anh em trong kênh HNT Channel nha mọi người. Và bây giờ các bạn, có bạn nào có chơi cái trò này có thể kết bạn với mình qua Facebook nha. Đường link mình để bên dưới phần hiển thị video. Khi đó tên các bạn sẽ được hiện trong đây và anh em chúng ta sẽ solo với nhau cho vui. Có một cái cậu ở gì Haki DC hả, level 60 nè, có 17 trận quýnh HNT mà quýnh ăn mình được, chú rất là được. Và bây giờ anh sẽ cho ba con hàng khủng của anh đi quánh với một cái cậu HDC. Wow, xem nào trận này chúng ta sẽ như thế nào đây.
Ô la la, ba con cấp huyền thoại hả bé? Bé HDC hả bé? Này, xem anh trị mấy con này như thế nào đây mọi người. Đầu tiên là chúng ta sẽ giác Du Kinh Công. Vì Du Kinh Công được đam với cái con này. Đó, sức mạnh thật sự của Du Kinh Công chính là đây. Với cái móng vuốt vàng của chú ấy được gắn cả ngọc kim cương, gõ một phát thôi là tem bạn hoàn toàn. Ồ, nó quýnh mình hình như không có thấm luôn, có 12.000 thôi đó các bạn. Đó, như các bạn đang trông thấy thì Du Kinh Công phải nói là rất là hổ báo ở trong trường mẫu giáo. Chứ nó ra ngoài là nó bị người ta quýnh chết. Ô cha cha, em quái vật xanh kìa. Khả năng con quái vật xanh này nó được đam với mình rất là ghê gớm các bạn à. Chúng ta rất là sợ nó, đơn giản vì con công nó sợ thôi, nhưng mà con khủng long không có sợ đâu. Con khủng long nó sẽ làm cho tem bạn sợ ngược trở lại nè. 39.396 giọt máu vừa ra đi. Âm thầm lặng lẽ chú ấy nhảy tới một phát, với lượng máu mất đi của mình chỉ có 16.000 thôi. Hoàn toàn có khả năng cân được tem. Nhưng mà HNT thì không thích như vậy. Mình sẽ đổi qua thần Mộc Xì Tin. Nếu ai là fan chân chính của chú thần Mộc Xì Tin đội nón bảo hiểm này thì cho mình biết bằng một like và điểm danh nha. Đó, anh em nào thích cái con nào thì đừng quên comment bên dưới để cho HNT biết với. Bây giờ chúng ta đến với siêu trâu mập. Siêu trâu mập có một cái đuôi rất là giống cái con bồ cạp các bạn à. Và thần Mộc Xì Tin với siêu trâu mập là hai cái con quýnh nhau siết tai. Nó một cái đam của chúng ta kéo cái con này máu tuột xuống kinh khủng. Mình chỉ mới có 18.000 thôi, nhưng mà chú ấy thì phải lên đường á. Đây, thiệt chiêu chúng ta được đam hết với tem bạn luôn. Quá là đỉnh luôn rồi. HDC hả bé, quýnh cho bé gọi là tắt DC luôn. Ok, ăn cơm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái bạn khác. Và các bạn HDC này có được solo hay là có thấy thì nhớ comment bên dưới để nói HNT biết với, để biết là bạn còn tồn tại. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn tiếp theo nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một thành viên tiếp theo. Xem nào, bạn nào sẽ hổ báo trường mẫu giáo với anh đây. Ở đây có một cái bạn tên là Trí Dương, level 59. Ok, quýnh ăn mình 9 trận liên tiếp. Làm sao có thể chứ, làm sao ăn mình có thể 9 trận liên tiếp luôn. Nếu như mà tính là cậu này sẽ rất là tài luôn. Tài lắm mới quýnh được chứ. Đây, mình chỉ mới level 52 thôi, nhưng mà khả năng của mình thì không thua mấy cậu. Oh wow, thì ra là vậy. Ba con đều level 35 cả. Cái trận này mà phải chi, phải chi con thần Mộc Xì Tin được thế thân bằng cái con rồng bốn đầu mà level nó là 34 thôi là mình đã thẳng rồi, khủng long là quất banh xác luôn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ phải sử dụng cái chiến thuật. Cái chiến thuật của mình đó chính là mình sẽ sử dụng Du Kinh Công để đi chiến đấu. Và đầu tiên chúng ta phải chơi với con này. Ok, quất luôn. Kinh Công thì chơi với cái con khủng long này là siết tay các bạn à. 23.000. Và xem nó đáp trả lại mình xem nào. Bình tĩnh. 21.000, chúng ta vẫn hơn được 2.000 các bạn à. 21. Ê, cái này căng à. Bao nhiêu đây? 22.000 nữa. Nó còn 15. Chúng ta sẽ còn, chúng ta còn 19. Trời ơi, quá ngon cơm rồi. Như vậy là quá ngon cơm rồi. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ cho cái con khủng long bạo chúa ra. Mình dẹp loạn cái bé này liền. Mày hả bé? Hai con khủng long, nhưng mà khủng long của mình bây giờ sức chiến đấu rất là bá đạo. Ồ, rồng hệ băng à. Chúa hệ băng à. Đây, tiền chiêu của chúng ta lại được đam rồi nè. À, mình thua một level thôi, nhưng mà mình hoàn toàn có thể khống chế được cục diện trận này. Xem nào, tem bạn này sử dụng tuyệt chiêu lửa, nhảy chồm tới, một cái luồng lửa từ dưới đất bốc lên, lượng sát thương gây ra chúng ta là quá lớn. Nhưng mà nó không hề thấm thía đến mình. Ây cha, sai rồi, HNT ơi.
con rồng bốn đầu này được đam với HNT rồi. Ồ, tem bạn thì hoàn toàn hiểu được. Cậu này khá. Cậu này đã nâng cái con rồng bốn đầu thay vì HNT nâng cái con thần một xì tin. Chúng ta bị cây cú ngay cái chỗ này. Nhưng mà không sao. Rồi thằng một xì tin thì hoàn toàn chơi siết tay với rồng bốn đầu. Hai con này thì ngang cơ nhau cho nên mình cũng chả phải xoắn với tên bạn. Ờ, nó có được đam với... Ồ, nó không được đam với mình. Thôi bé xác định với anh luôn rồi bé ơi. Cố lên nào thần mộc xì tin dâu. Với 19.000. Tên bạn nó còn có 22.763 thôi. Oh my god, cái này nó hơi căng chút xíu. Nhưng mà không sao. Nếu như tên bạn còn sống, chúng ta vẫn còn con kinh công các bạn. Quá căng cái trận này. Hai bên ngang tài, ngang sức cho nên Quýnh hơi bị siết tay. Đó, đó, các bạn đã thấy được sức mạnh của mình chưa? Quýnh là chưa chắc ai hơn ai đâu. Và xem đây, tuyệt chiêu xiên giáp. Ờ, mình có những cái tuyệt chiêu rất là bá đạo. Tem bạn cỡ mạnh cỡ nào cũng phải suy nghĩ đó. Nó suy nghĩ nó đánh với mình như thế nào mới ăn được. Victory. Quá ngon rồi. Wow. Và các bạn ơi, các bạn xem video thì đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel lên nha. Còn ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì vui lòng bấm đăng ký nha. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.